Ảnh bao hiếm về Sài Gòn, Hà Nội thời bao cấp, cùng xem lại những hình ảnh không thể quên về thời bao cấp Việt Nam do nhiếp ảnh gia Alex Boy ghi lại ở Hà Nội và Sài Gòn năm 1983. Những người di cư vẫy tay chào thân nhân tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên máy bay sang Mỹ định cư theo chương trình ODP ngày 7 tháng 4 năm 1983. Giấc ngủ trưa của một người bán hàng chợ đen trên vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 năm 1983. Vào thời bao cấp, các cơ sở kinh doanh tư nhân như thế này không được luật pháp công nhận. Một thiếu niên quan sát các loại bom Mỹ tại nhà trưng bày tội ác miễn hủy. Đây là bảo tàng chứng tích chiến tranh. Ngày 21 tháng 5 năm 1983, tòa nhà bảo tàng từng là cơ quan thông tin Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam. Người dân đạp xe ngang qua tòa nhà Ngân hàng Nhà nước trên đường Lý Thái Tổ, Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 1983. Người bán hàng rong trên vỉa hè Hà Nội lấy nón che mặt khi lọt vào ống kính máy ảnh. Ngày 23 tháng 5 năm 1983, bên trong một nhà hàng quốc doanh ở Hà Nội thời bao cấp. Ngày 23 tháng 5 năm 1983, khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ngày 23 tháng 5 năm 1983, người phụ nữ trung niên thu gom lá khô ở bờ hồ Hoàn Kiếm để bán cho những người mua về làm nhiên liệu đun bếp. Ngày 23 tháng 5 năm 1983, người dân xếp hàng vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 1983, xích lô chở lợn trên đường phố Hà Nội. Ngày 24 tháng 5 năm 1983, giấc ngủ trên ghế đá bờ hồ Hoàn Kiếm của một người vô gia cư. Ngày 24 tháng 5 năm 1983, giấc ngủ trên vỉa hè khu phố cổ Hà Nội của những đứa trẻ lang thang. Ngày 24 tháng 5 năm 1983, những đứa trẻ đeo báo phía sau tại điện trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Ngày 24 tháng 5 năm 1983, phụ nữ và trẻ em ngồi xe bò di chuyển cạnh một xe buýt trên đường phố Hà Nội. Ngày 25 tháng 5 năm 1983,